mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Và cái thứ hai nữa tôi nói với chị nha, cái này tôi nói cho vui cho chị thôi, chị đọc báo Tuổi Trẻ đó ha. Cái này thì nói không biết tôi có nên nói không, thôi tôi cũng nói cho vui, trong báo Tuổi Trẻ nó đăng đó nha. Ăn chay nó ngừa được nhiều tai nạn lắm, tôi nói chị vậy. Hôm nay mà chị ăn chay đó, cả gia đình chay phép lạ sẽ đẩy nhà điện chuyện ai. Tôi không có nói về đời tôn giáo nha, tôi không có nói, vì tôi không nói về Phật giáo nhau, nhưng mà phép lạ thì gia đình ai chị sẽ thấy, nhận thấy. Một bài báo Tuổi Trẻ nó đăng cái đây gần cả nửa năm sáu năm đó, vừa rồi là cái núi lửa Indonesia ở Merapi đó, nó phun lửa ra đó ha, làng trong vòng 50 cây số đó là bị cháy rụi hết, chuẩn bị nó lửa vô di tản hết. Nhưng mà có một cái làng trong cách bị lửa có 30 cây số thôi mà không có sao hết, cây cối còn nguyên, một cái thẻo nguyên như vậy. Rồi báo mới đăng á, mà chỉ có đọc có coi, người ta bảo đây là phép lạ của Thượng Đế. Người ta biết tại sao, mới đầu mới người ta đi phỏng vấn cái làng đó thấp kỳ cục kệ, trong khi cái làng 50 cây số đó thì không có sao, mà trong 30 cây số, 5 cây số đều bị cháy hết, dân tạm bị tản, còn bao cách cái 10 bao cây số thì không sao, cây cối xanh tươi, có một thẻo nhỏ thôi. Chỉ biết là phỏng vấn cái ông trưởng làng đó, xin lỗi, cái ông trưởng làng đó là trưởng ban bảo vệ súc vật. Quý vị biết rồi, súc vật đó là họ được báo trước rồi. Và quý vị biết đọc báo đó, nhiều quý vị sống thần đó, là như bên Thái Lan mới là không có con vật nào bị chết hết, con vật nó biết trước, nó báo trước ha, nhà nó biết trước, thành ra thậm chí có những con voi nó cõng chủ nó đi nó ha, biết trước ha, thành ra tại vì mình ăn đồ, vì có một cái chuyện như thế này là bên Mỹ bây giờ tí nào là có một cái nhóm, nó gọi là nhóm có khả năng tâm linh câu thông nói chuyện với trường sinh vật, những cái này rất hay. Và những cái nhóm này là đương nhiên cái người mà có khả năng mà tâm linh, mà chuyên môn chữa bệnh tâm linh á, bên con người mà gọi là chữa bệnh tâm lý á ha, bệnh thần kinh á, thì bên Mỹ nó có tiểu bang nào cũng có một vài cái cơ sở nó gọi là chuyên môn chữa bệnh tâm linh dành cho súc vật. Đương nhiên mấy cái vị thầy thuốc này là nó gọi là telepathic animal communicator, là nghĩ mấy cái vị này là đương nhiên phải ăn chay trường rồi, nó chữa súc vật là phải ăn chay cho nó ăn mặn sao nó được. Rồi mới hỏi rồi tại sao có vị cái này, thì cái vị này trả lời như thế này nè: nếu mà quý vị có con cái, quý vị biết rằng là sự thật là con người đều có khả năng nói chuyện với thú vật hết. Không tin đây, quý vị đẻ đứa con này, quý vị đi bất cứ đứa con đít nào nó cũng thương thú vật hết. Con gà có gì nó thương lắm, quý vị thấy nó nói chuyện với nó câu thông, nó nhận cái vấn đề. Nhưng mà khi càng lớn đi, mình bị cha mẹ ép ăn thịt gà, ăn thịt bò thì nó mất cái khả năng đó. Bà nó nói sự thật như thế, ha, sự thật như vậy. Con người mình hồi xưa là như thế đó, hồi xưa là thiên đàng như thế. Nhưng mà khi mà mình ăn vậy mình cắt. Thành ra đó, khi mà mình làm, mình mất cái người gọi là bạn bè mình như vậy, thành ra nhiều khi bạn bè mình báo mình tai nạn mà mình không biết nó xảy ra. Cái này nói có thể hơi tâm linh một chút, nhưng mà sự thật là như thế ha. Có một cái show trình diễn ở bên Mỹ, nó làm chấn động cả nước Mỹ. Có cái bà đó, bà chuyên môn, bà có khả năng nói chuyện với chó. Cái ông này ông tỷ phú, ông nuôi chó sạch sẽ lắm, mà không biết sao ông chó tự nhiên biến ăn. Ông đi kiếm bác sĩ mà thú y mà gọi là mà nổi tiếng nhất đó, khám bệnh á thì thấy con chó bệnh gì hết, mà sao con chó cứ buồn rầu rĩ nó không ăn. Ông mới nhớ được cái bà này, nghe có con bà này nói chuyện được với chó, ông mới dẫn con chó đến. Thì ông này dẫn con chó đến á, thì cái bà này bà nhìn từ xa bà biết con chó nó cái gì rồi, cái bà mới gọi lại ông. Ông là à, con chó nói với tôi như này này, sợ dĩ á cả tháng nó ăn không được đó, tại vì nó nói ông không hiểu. Ủa nó cái gì đâu, tôi vẫn lo đầy đủ chăm sóc xíu này luôn đúng không ạ. Nó bảo rằng là thôi ông ơi, ông đừng có lau chùi rửa nhà bằng cái chất hóa chất đó, vì cái nước hóa chất đó sau khi chùi rửa nó không sạch, tối nào tôi cũng nằm ở dưới đất tôi hửi mùi hóa chất đó tôi bị bệnh. Bà chỉ nói nhỏ đó thôi, con chó đứng dậy liền, nó chạy đến bà, nó đưa tay ra, hai bà bắt tay với nhau. Cái show này nó chiếu trên Mỹ, nó coi cả triệu người coi, quý vị thấy không đấy. Sự thật là con người á, sự thật ra sinh ra đó, cái tại vì chúng ta đánh mất cái bản chất chân thiện mỹ của chúng ta đi rồi, chúng ta thấy bị mất hết cái sự thật con người, ai cũng có giác quan thứ sáu hết. Nhưng mà khi chúng ta ăn thực vật á, vì thực vật để chúng ta mất cái giác quan đó, và từ đó nó mới bệnh hoạn là nhiều. Cái này nói có vẻ nó hơi tí mà sự thật như thế, chứ thật ra tôi không muốn nói chuyện này. Bây giờ mà nói về vấn đề khoa học mà, thì đây cái tài liệu ngoài kia thì đầy đủ hết. Và tôi nói là hai cái cơ quan uy tín nhất của một cái của Mỹ và một cái của Anh, nó nói rằng là chế độ ăn chay đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho tất cả người lớn trẻ em, kể cả đàn bà có thai,
Đó là hai cơ quan uy tín nhất. Thứ nhất là cái cơ quan là American Diet Association, là hiệp hội thực dưỡng của Mỹ. Và cái thứ hai là National Health Service, là Bộ Y tế của Anh. Kết luận như vậy, ăn chay đảm bảo đầy đủ chất bổ dưỡng cho người lớn trẻ em, kể cả đàn bà có bầu và mang thai. Như vậy chúng ta không nên bàn cãi gì nữa. Cái này quý vị thích ăn thì quý vị cứ ăn. Tôi không nói quý vị thích ăn thịt, quý vị ăn sao, cứ ăn ha. Nhưng mà cái người nào mà bây giờ bên Mỹ đang vận động ở cái tiểu bang Sacramento, bây giờ nó đưa ra một cái duy nhất là bác sĩ có quyền thông tin cho bệnh nhân biết cái chế độ dinh dưỡng nào tốt nhất, mà khi bệnh nhân mà không thông tin á, đến mà cứ khám bệnh cho toa ta đó. Vì sao mà khi mà tình cờ bệnh nhân đến một cái người nào chỉ bằng cách ăn uống thôi mà khỏi bệnh á, thì bệnh nhân có quyền kiện bác sĩ. Kiện nói là tôi có cái bệnh, bốn cái bệnh mà cái nên cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, thấp khớp á, chỉ bằng thuốc gì đúng không? Nhưng mà mình phải ghi thêm nữa, có một phương pháp không cần trị liệu bằng thuốc, bằng đổi cách ăn uống thôi. Mình phải ghi nó, dù mình không thích phải ghi nó. Không ghi cái đó là về sau đó bệnh nhân mà tình cờ đến cái bác sĩ Hùng, sau mà chị rồi cũng khỏi đó, có thể quay kiện bác sĩ Hoàng. Và tại sao anh là bác sĩ anh phải biết chứ, tại sao sao anh không biết mà sao anh giấu? Mình có thể bị cơ ra tòa vì nó đang thông qua cái lọc đó, lọc đó. Bắt bác sĩ phải ghi cái tòa như vậy. Mặc dù tôi thích ăn nhau, tôi không thích ấy, nhưng mà mình phải ghi. Bệnh nhân viên mà lấy tiền người ta mà, mình bác sĩ phải biết thông tin cho người ta biết ha. Chứ mình không có thể ém nhẹm như vậy được. Thôi xin hết. Ha ha ha, 问什么的说